Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có văn bản việc thông báo đến nhân dân để có ý kiến đóng góp về việc đề nghị xét công nhận quầy mỏ cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Qua báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung tiêu chí chỉ tiêu quyền nông thôn mới Mỏ Cày Nam của các sở ngành tỉnh và báo cáo của Quỹ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Mỏ Cày Nam đã thực hiện cơ bản đạt các yêu cầu theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, đủ điều kiện đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Theo quy định tại khoản 3 điều 13, quyết định số 18, ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh để có ý kiến đóng góp về việc đề nghị xét công nhận quyền Mỏ Cài Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các ý kiến đóng góp của nhân dân xin gửi về địa chỉ Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre, số 1 trên 3, đường Trần Quốc Tuấn, phường 4, thành phố Bến Tre, số điện thoại 02753 822 248, thời gian nhận ý kiến đóng góp của nhân dân đến ngày 25 tháng 5 năm 2024. Đến nay, quyền Mỏ Cài Nam có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu đạt 100%. Quyện có 5 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 33,3%. Tuy nhiên, quyện chọn 3 xã là Minh Đức, Tân Trung và Định Thủy là 3 xã nổi trội, đạt theo các yêu cầu của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để đánh giá đạt 20% so với yêu cầu 10%. Thị trấn Mỏ Cài đã được công nhận đạt chuẩn đô thị dân minh đạt theo yêu cầu.